Quái xế lạng lách đâm vào người đi đường khi gặp cảnh sát 141. Vì sao số ca tử vong do chó dại cắn tăng nhanh tại Việt Nam? Ba lý do các nhà dự báo bảo lo lắng về mùa bão 2024. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Bản tin hôm nay ngày 31 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. hơn 6 tháng qua, trụ sở chi cục thuế khu vực Hòa Bình Đà Bắc bị bỏ trống khiến hơn 100 cán bộ phải đi ở nhờ để làm việc trong tình trạng chật chội. Như lao động đã đưa, trụ sở trên được đầu tư xây dựng với số vốn gần 60 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2020. Từ khi đi vào hoạt động, đơn vị này phải mượn một phần diện tích đất của công an tỉnh Hòa Bình để lấy lối ra vào cơ quan. Cuối tháng 8 năm 2023, công an tỉnh có thông báo lấy lại sau khi trả đất, chi cục không có đường đi vào trụ sở, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc phải chuyển nơi làm việc. Trong tối và đêm 30 tháng 3, các tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Đại Cầu Diệt, Lê Duẩn, thành phố Hà Nội như trở thành một sàn diễn cho các quế xế so kè với nhau. Chúng chạy thành từng đòn với tốc độ cao, lạng lách đánh giỏng, hò hét, thậm chí đã đâm vào những người đi đường. Cũng trong tối và đêm 30 tháng 3, hàng chục quái xế đã bị tổ cảnh sát hóa trang tổ 141 cố định công an thành phố Hà Nội chặn bắt bàn giao về công an các phường sở tại xác minh xử lý theo quy định. Giá vàng hôm nay ngày 31 tháng 3 chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng ở thu về khoản lỗ lên tới 2 triệu đồng sau một tuần mua dù vàng bật tăng. Nếu mua vàng tại tập đoàn Doji vào phiên 24 tháng 3 với giá 80,1 triệu đồng một lượng và bán ra vào phiên hôm nay, nhà đầu tư lỗ 1,3 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, người mua vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng lỗ 2 triệu đồng một lượng. Trên lệch giá vàng mua bán hiện nay được niêm yết quanh ngưỡng 2 đến 2,5 triệu đồng một lượng. Mức trên lệch này được đánh giá là rất cao, nhà đầu tư đối diện nguy cơ thua lỗ khi đầu tư ngắn hạn. Thưa quý vị, tình trạng chó thả rong không rõ mõm vẫn tái diễn nhiều năm qua. Mặt khác, số ca bệnh dạy có xu hướng tăng. Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã có 27 trường hợp bệnh dạy tử vong, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Theo tiến sĩ, bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca bệnh dạy ở Việt Nam. Trước hết thì chúng ta phải thấy rằng là sau đại dịch Covid-19 thì cái việc cung cấp vaccine thậm chí trong các cơ sở thú y cũng có bị ảnh hưởng dẫn tới là nhiều động vật nuôi trong gia đình có thể không được phòng dạy cho nên là làm cho cái nguy cơ bệnh dạy có thể lan truyền trong những động vật nuôi. Thứ hai tôi nghĩ là cũng quan trọng bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu lại cái cuộc sống sau đại dịch các cái hoạt động của con người bắt đầu khôi phục thì những cái nguy cơ mà chúng ta tiếp xúc với động vật hoang dại động vật có nguy cơ bị dại thì cũng sẽ gia tăng và điều thứ ba mà tôi nghĩ là cũng quan trọng đó là hiện nay thì một bộ phận nhỏ cư dân họ có thể chủ quan và họ nghĩ rằng là động vật nuôi của mình không bị dại cho nên họ không đưa động vật nuôi đi tiêm cũng như là không thông báo cho các cơ sở thú y để có thể kiểm soát dịch bệnh ở động vật Thực tế tại Việt Nam, năm 2023 tỷ lệ tiêm phòng trung bình cả nước chỉ đạt 58% tổng đàn chó mèo. Trong đó, 22 địa phương chỉ đạt dưới 70% tổng đàn, 20 địa phương đạt từ 50 tới dưới 70% tổng đàn, còn 21 địa phương chỉ đạt dưới 50% tổng đàn. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đề xuất trong thời gian tới cần khẩn trương ra soát, tổ chức tiêm phòng bổ sung vaccine phòng bệnh dạy cho chó mèo. Thưa quý vị, trước đề xuất về việc nới lỏng thêm thời gian kiểm định đối với ô tô cá nhân, đại diện trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội cho biết cần phải cẩn trọng hơn trong việc giãn chu kỳ đăng kiểm bởi điều này liên quan đến những an toàn của phương tiện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Không phải là nói là giãn chu giãn chu kỳ hay tăng chu kỳ kiểm định là có thể làm được tại vì là đây còn liên quan đến kỹ thuật của xe. Cái thứ hai nữa là phải nghiên cứu rất kỹ về cái điều kiện xe hoạt động ở Việt Nam về kỹ thuật xe có đảm bảo được an toàn khi mà chúng ta giãn cái chu kỳ kiểm định không? Đây là cái vấn đề phải có cái sự nghiêm túc nghiên cứu. Thông tin về vấn đề trên, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu các yếu tố có liên quan như tuổi của xe, tần suất sử dụng, môi trường hoạt động phù hợp với các điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, tham khảo các quy định quốc tế. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xem xét điều chỉnh chu kỳ kiểm định vào thời điểm phù hợp, bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật cho phương tiện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và sẽ tạo thuận lợi cho chủ phương tiện. Tiếp tới bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Trong tuần qua, từ ngày 25 tháng 3 đến 29 tháng 3, các tỉnh, thành phố Bình Thuận, Ninh Bình, Hậu Giang, Hà Nội, Hòa Bình đã triển khai các quyết định điều động bổ nhiệm bầu và chủ nghi nhân sự. Theo đó, tỉnh Bình Thuận có bí thư tỉnh ủy, Ninh Bình có tân phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang làm bí thư huyện ủy dị thủy, giám đốc sở tài chính được bầu giữ chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. Dù sản phẩm sao bán không nhiều, nhưng phân khúc nhà trong ngõ tại quận trung tâm Hà Nội thời gian qua đang liên tục tăng nhanh, có giao dịch giảm mốc gần 200 triệu đồng một mét vuông. Báo cáo mới đây của chuyên trang bất động sản.com.vn, nhà đất thổ cư tại Hà Nội 2024 vẫn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng. Đáng chú ý, giá bán cho mức độ quan tâm phân khúc này trong đầu năm 2024 tăng từ 2-9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong dự báo bão mới nhất, The Chén Chéno chỉ ra 3 lý do khiến các nhà dự báo cho rằng mùa bão 2024 rất đáng lo ngại. Một trong những nguyên nhân là nhiệt độ nước ở biển Đại Tây Dương ở mức từ 26,5 độ C trở lên. Đây là ngưỡng mà các cơn bão có thể hình thành. Các nhà dự báo lưu ý trong mùa bão Đại Tây Dương 2024 có thể có nhiều hơn cơn bão cùng phong hơn mức trung bình 7 cơn bão cùng phong của giai đoạn 1991-2020. Ngoài ra, tổng số cơn bão nhiệt đới trong mùa bão năm nay cũng có thể cao hơn mức trung bình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 20 giờ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.